không anh quả chân như cái kia tăm ấy như nhún. Tao bóng hằn học thế Hải ơi, tao chỉ quay mỗi mày thế. Bây giờ tránh tránh cho đội bạn sút trung thái mấy quả. Nó làm lên bóng cho các thủ đội bóng đại học tổng hợp. Đá bóng bây giờ là còn cãi nhau với khán giả nữa. Như vậy pha ra chân không thành công cho các cầu thủ đại học tổng hợp. Bóng chuyền lên cho các cầu thủ đội bóng FC 18, cơ hội cho Mạnh Dũng, cơ hội cho Hoàng Dũng, không thành công. Cơ hội pha luôn về, vẫn là cơ hội cho Văn Thành. Ngôi sao luôn. Sao bên này áp lực cái dầu ấy. Anh em nói nhiều quá. Anh Tuấn để bóng sang cho Hoàng Dũng. Như vậy vẫn là lấy bóng chuyền lên phía sau và đẩy bóng lại. Nhìn Tuấn Đức ơi đừng nhăn mặt nữa thì mẹ đá cái rác cái cơ mặt ta. Ném biên vòng sang của các cầu thủ. Mặt thì không phải là FC 18 nhiều bóng lên. Đá cái đội này thì đèo ra ngoài. Cơ hội dành cho cầu thủ Hoàng Dũng đảo chân tốt. Vẫn là đường chuyền khe. Lấy bóng tung lên cho các cầu thủ bóng FC 18. Cứ điểm không vào và ra chân không thể công cho Hoàng Dũng. Hải ơi, tao thấy mày mới được có 3 chạm thôi đấy. Mày tính sao thì mày tính. Anh em chả tin tưởng gì mày cả. Như vậy đây sẽ là tình huống phù hợp ném biên. Bóng với anh Hùng ơi. Tuấn ra lấy quả bóng tới đây. Bạn cho chuyển bóng khác nha. Tuấn ra lấy đi. Bóng ném biên cho các cầu thủ đại học tổng hợp. Và đi bóng dâng cao của khung cầu vẫn là được chuyển sang lên cho các cầu thủ đại học tổng hợp và cơ hội dứt điểm đẹp quá. Bàn thắng cho bằng là dứt điểm. Sau tình huống vòng loại ở khu giữa sân, sao đây là ngôi sao? Các cầu thủ đội bóng FC Đại học Tổng hợp đã có bàn thắng cân bằng tỷ số và hai đội hòa nhau với tỷ số hòa một đều. Đội họ đang chấp đội mình một người luôn đấy. Thanh niên kêu vào không chụp đá luôn. Có hồng độ đội chụp ạ. Các anh thấy nó tính tổng thì lại khoảng gần trăm. Gần trăm người. Hai vợ chồng với ba đứa con. Lên bóng cho các cầu thủ FC 18. Điểm du lịch 2-3 đêm cho nó khỏe. Đi cái nhà đi thôi đúng không? Nhà nhà. Như anh em đàn ông dự có khoảng vài ông xanh nhau thì đi nó bóng truyền dài lên trên. Anh em đi kiểu một tí đây nó thích hơn được không? Ôm bóng cò trung bóng bơi đấy đi xuống. Dưới trái bóng chuyển lên lấy bóng qua người vẫn là tình huống áp sát và cơ hội dứt điểm vào. Một pha tận dụng tốt trước thời cơ của cầu thủ Hoàng Dũng.